Theo khảo sát, các gói tour đến Mỹ có mức giá dao động từ 75.000 baht đến 200.000 baht, tương đương 2.400 đô la Mỹ đến 6.400 đô la Mỹ, tùy thuộc vào khoảng thời gian giữa hai mũi tiêm. Mỹ không phải là điểm đến duy nhất được đề xuất cho người Thái. Một tour kỳ nghỉ tại Nga tiêm vaccine Sputnik V kéo dài 23 ngày cũng đang được nhiều du khách quan tâm, có giá lên tới 210.000 baht, tương đương 6.700 đô la Mỹ. Xu hướng du lịch vaccine cho thấy khoảng cách về tiến độ tiêm vaccine giữa các nước trên thế giới. Trong khi chương trình tiêm chủng tại các nước như Mỹ, Anh đã tiến triển nhanh chóng, các nước có thu nhập thấp hơn vẫn đang cố gắng có đủ liều vaccine tiêm cho người dân.